Anh em thấy hợp lý không? Mình cứ ngồi ngắm bộ PC nãy giờ với lại cái phần trải nghiệm game vừa rồi nữa, mình càng nhìn mình càng thấy hợp lý. CPU Ryzen 3 3100 quả thật nó giống như kiểu một siêu phẩm đến từ AMD. Siêu phẩm đây, siêu phẩm mức giá chịu năng nó thấp thôi nhá. Chưa bảo siêu phẩm mà nó kiểu nó quá đỉnh cao gì đâu. Thì mức giá của CPU nó rất thấp, nó chỉ khoảng hơn 2 triệu đồng thôi. Thì với gần đấy số tiền các bạn bỏ ra, các bạn sẽ nhận được mẫu CPU cũng 4x8 luồng. Dung nhịp boost tối đa có thể đạt được là 3.9, còn bình thường là 3.8. Đây là mình không nói câu chuyện OC nhé, nếu các bạn OC được thì đấy là nó lên bao nhiêu đấy là việc của các bạn thôi. Và để đánh cặp với em CPU này, mình sẽ sử dụng card đồ họa là GTX 1660 Super. Thực tế ra thì con 3100 này các bạn thích thì hoàn toàn có thể nâng lên khoảng RX 5700 Ti hay thậm chí là RTX 2060 hoặc là 2070. Tuy nhiên các bạn phải lựa chọn những combo khác sao cho nó phù hợp, main này, RAM này, nó phải thật sự phù hợp nhá. Còn nếu như bạn mà lựa chọn không phù hợp, nó sẽ xảy ra giống như các bạn nghẽn tủ hay bảo đó là nghẽn cổ chai. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề. Thì phiên bản GTX 1660 Super mình đang có ở đây là phiên bản Duo của Asus. Đây phiên bản Duo loại mới nhé, không phải đùa loại cũ. Đùa loại cũ nhìn trông nó hơi xấu một tí, thì với đùa mới nó đã đẹp hơn rất nhiều rồi. Nó có hai ống đồng, một giải led đây, giải led này nó chỉ nó sáng như này thôi, thực ra thì nó đổi màu nó không được nhiều như kiểu là các cái giải led khác đâu, nói chung là có còn hơn không. Và hai cánh quạt này không phải cánh quạt kiểu đèo đèo đâu, đây là Asetek fan. Mình nhớ rõ ràng là vậy, Asus ghi vậy. Thì cánh quạt này nó mang được dòng switch xuống, thế nên hiệu quả tản nhiệt là rất cao. Thì các bạn cũng đã thấy rồi đấy, mình đang test trong cái môi trường điều hòa là 26 độ. Thì các bạn thấy là cái mức nhiệt của mẫu các loại mang lại là cực kỳ ấn tượng rồi đúng không. Và RAM sẽ là 2 thanh 16GB. À không, 2 thanh 8 với tổng tú lượng 16 mới đúng. Cần các bạn lại hiểu nhầm thành 32GB. Thì RAM đây là RAM PNI với bus 3200 và tính năng XMP lên nữa. Thế nên trong cái phần trải nghiệm game ấy, FPS các bạn thấy nó vô cùng tốt. Và mình sẽ lưu ý một chút này, các bạn thấy cái tựa game Warzone đúng không? Vừa rồi mình test ấy, RAM nó ăn rất nhiều. Thì mình sẽ nhấn mạnh này, nếu bạn có 16GB nó sẽ ăn kiểu 16GB, 8GB nó ăn kiểu là 8GB cơ. Thế nên nếu như mà các bạn thấy kiểu test Warzone vừa rồi lên tận gần 16GB thì liệu nó có kiểu hơi ít RAM không? Thì mình khẳng định là 16GB là đủ dùng rồi. Còn nếu như bạn thích thì hoàn toàn có thể mua thêm 2 thanh nữa lên thành 32GB. Lúc đấy mình sợ sẽ hơi thừa một chút. Thì 16GB theo mình thấy nó sẽ phù hợp với các nhu cầu như kiểu làm việc, thậm chí cả Photoshop hay là kiểu là edit video nhẹ nhàng qua Premiere. Còn với After Effects thì 16GB đúng là hơi ít thật. Main sẽ là B450 Pro đến từ Asrock. Thật ra thì cái mẫu main này nó không quá ấn tượng đâu, tức là về độ đẹp của nó chắc là không thể đẹp lồng lộn được rồi, bởi mức giá của nó rất rẻ. Tuy nhiên các bạn sẽ có 4 khe RAM, 2 khe DDR2, 2 khe X16, kích thước X16, trong đó một khe là full băng thâu X16 rồi. Thì cái đấy mình không nói, cái đấy rõ ràng nó phải full băng thửng để cắm được cạc chứ. Về phần vỏ cây với muồn thì vẫn cứ đến từ Game Mark thôi, một thương hiệu quen thuộc. Thì đây vỏ cây không phải là Forset hay là bất kỳ một cái gì nó quen thuộc nữa. Thì đây vỏ cây Game Mark Revolt, nghe nó xịn xòa hơn một chút. Thì nó sẽ có một mặt kính cường lực của đằng trước, thì nó mặt đây kim loại, full kim loại nhá, không có nhựa đâu. Anh em sờ, nếu anh em mua về sờ rồi sẽ thấy. Thì anh em nhìn đến phần test hiệu năng rồi, và mình cũng đã giới thiệu về toàn bộ cấu hình liên quan tới như này rồi. Thì nếu như anh em quan tâm thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video. Hoặc nếu như anh em quan tâm tới những cấu hình khác thì hãy theo dõi kênh YouTube của Alpha Computer. Chúng mình sẽ liên tục cập nhật những cái video về các bộ PCAP bên mình. Đừng quên bấm like, share, subscribe kênh YouTube của Alpha Computer để không bỏ lỡ video clip của chúng mình tung ra trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.